George Weah, cầu thủ từng đoạt quả bóng vàng, trở thành tổng thống Liberia. Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ bóng đá nổi tiếng, nhưng từ cầu thủ mà trở thành tổng thống thì chắc hẳn đến bây giờ chỉ có mỗi George Weah. Có thể nói cuộc đời của George Weah là một cuốn phim đầy cảm xúc, từ một cậu bé nghèo trở thành cầu thủ nổi tiếng, rồi từ cầu thủ nổi tiếng trở thành nguyên thủ quốc gia. Tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng tuyệt vời cho những đứa trẻ châu Phi nói riêng và cho tất cả những ai đang muốn tìm động lực để theo đuổi hoài bão của mình. Vươn lên từ nghịch cảnh. George Mane Opong Osman Weah sinh ngày 1 tháng 10 năm 1966 tại thủ đô Monrovia, Liberia, trong một gia đình có thể nói là nằm ở đáy của xã hội. Cha ông William Weah là một thợ cơ khí, còn mẹ ông chỉ buôn bán lặt vặt. Họ không hề hy vọng bất cứ điều gì ngoài việc có thể đem đến cho các con của mình những điều tốt nhất có thể. Sinh ra trong cảnh khốn khó thiếu thốn trăm bề, George Weah càng trở nên bất hạnh hơn khi cha của ông qua đời, người mẹ cũng quyết định bỏ lại gia đình để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân. Sau biến cố đó, George Weah lớn lên trong tình yêu thương của bà nội cùng với ba người anh trai khác trong một khu ổ chuột ở ngoại ô Monrovia. Cũng như những cậu bé khác khi ấy, Weah làm đủ mọi công việc để có cái ăn, từ bán bỗng ngô cho tới nhặt ve chai. Mỗi khi không đủ ăn, ông phải sang nhà hàng xóm để xin. Niềm vui duy nhất với những cậu bé nghèo như Weah khi đó là bóng đá. Những con đường đầy cát bụi và rác trong khu ổ chuột Clara là sân bóng của những đứa trẻ ấy. Và sau khi phát hiện bản thân không thể làm bạn với con chữ, ông bỏ học để đi đá bóng. Tài năng của Weah nhanh chóng được bộc lộ, xuất phát điểm là một thủ môn với thân hình cao lớn. Nhưng sự khéo léo và tốc độ đã giúp cho George Weah thích nghi nhanh chóng với vị trí tiền vệ cánh và sau đó là tiền đạo. 15 tuổi, Weah được chơi bóng cho câu lạc bộ Young Survivors và những năm sau đó lần lượt là Mighty Parole và Invisible Eleven. Tài năng của Weah thậm chí còn vượt ra ngoài biên giới Liberia khi ông được đội bóng Tonnerre de Yaounde của Cameroon chiêu mộ. Danh tiếng vang xa với bóng đá. Tài năng của Weah đương nhiên quá lớn so với một đội bóng nhỏ bé của Cameroon. Sau khi giúp cho đội bóng vô địch Cameroon năm 1988, Weah được huấn luyện viên trưởng của nước này là Claude Roy chú ý và giới thiệu ông cho một huấn luyện viên khác người Pháp đang cần chiêu mộ một tiền đạo cho đội bóng của ông. Người đó chính là Arsène Wenger. George Weah khẳng định rằng Wenger là người có ảnh hưởng to lớn nhất đến sự nghiệp của ông. Khi đó, Wenger đang dẫn dắt AS Monaco thi đấu giải vô địch quốc gia nước Pháp. Sau khi đích thân đến châu Phi xem Weah thi đấu, Wenger quyết định chi ra 12.000 bảng để đưa về Monaco, chân sút vô danh khi ấy mới có 22 tuổi. Danh tiếng của Weah ở châu Âu lúc bấy giờ vẫn chỉ là một con số 0, nhưng ngay lập tức, ông đã khiến tất cả phải thay đổi cái nhìn về mình. Thể hiện tốt trên sân tập, Weah được trao cơ hội đá chính và dần chiếm một suất trên hàng công Monaco với phong độ ghi bàn rất ấn tượng. Mùa giải đầu tiên đến với AS Monaco, George Weah thi đấu xuất sắc và giành được giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi năm 1989. Năm 1991, ông tiếp tục cùng đồng đội chạm tay vào chức vô địch cúp bóng đá Pháp lần thứ 5. Năm 1992, George Weah chuyển sang khoác áo đội chủ sân công viên các hoàng tử Paris Saint-Germain. Sau 103 trận đấu, ông ghi 47 bàn thắng cùng Paris Saint-Germain chinh phục Ligue 1 và lần thứ 2 được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 1994. Đặc biệt mùa giải 1994-1995, George Weah trở thành chân sút số 1 của câu lạc bộ. Năm 1995, George Weah rời Paris Saint-Germain để cập bến AC Milan. Trong bối cảnh câu lạc bộ loay hoay để ổn định đội hình, sự xuất hiện của Weah đã đem tới giải pháp hiệu quả cho đội bóng thành Milano. Mùa giải 1995-1996, George Weah cùng với AC Milan vô địch Serie A và 3 mùa giải sau đó, ông tiếp tục giành được chiếc Scudetto lần thứ 2 với câu lạc bộ. George Weah đã chơi tổng cộng 147 trận, ghi 58 bàn thắng và được xem như là một công thần tại San Siro. Trong thời gian thi đấu cho Milan, ông giành được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, quả bóng vàng và danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi lần thứ 3, được ca ngợi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại của bóng đá châu Phi và là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá thế giới. Năm 2000, George Weah rời Ý để đến Anh, gia nhập câu lạc bộ Chelsea. Ông nhanh chóng chứng tỏ khả năng thủ lĩnh của mình
khi đưa đội bóng đến chức vô địch FA Cup mùa giải 1999-2000. Nhưng chỉ sau đó một mùa giải, George Weah không còn tìm được sự hứng thú tại Stamford Bridge. Do đó, ông đã chuyển sang Manchester City. Năm 2004, George Weah chính thức nói lời chia tay sự nghiệp cầu thủ và rẽ sang con đường chính trị, quyết định đưa cuộc đời ông sang một trang mới rực rỡ không kém. Bạn đang xem video tại kênh Người Thành Công. Nếu là một người mê đọc sách nhưng bận rộn, bạn có thể tải ứng dụng Sách Tinh Gọn do NNT Studio sản xuất. Ứng dụng cung cấp phiên bản tinh gọn của hàng nghìn quyển sách. Với mỗi quyển sách, chúng tôi đã chắt lọc những ý tinh túy nhất, giúp bạn tiết kiệm thời gian mà vẫn nắm bắt trọn vẹn nội dung của quyển sách. Bạn có thể tải ứng dụng tại website sachtinhgon.com. Bước lên đỉnh cao của vũ đài chính trị. Năm 2005, một thời gian sau khi cuộc nội chiến tại Liberia kết thúc, George Weah bày tỏ mong muốn tranh cử vị trí tổng thống và thành lập đảng CDC, Congress for Democratic Change, nhằm tạo sự hậu thuẫn cho mình. Kết quả là ông đã thất bại trước đối thủ nặng ký Ellen Johnson Sirleaf, người tốt nghiệp đại học danh giá Harvard và đạt được giải thưởng Nobel Hòa bình năm 2011. Rõ ràng đó là một thất bại hợp lý, bởi thời điểm đó, ông không thể so sánh với đối thủ về trình độ học vấn cũng như kinh nghiệm. Năm 2011, George Weah tiếp tục thất bại trong cuộc chạy đua đến chiếc ghế phó tổng thống. Năm 2014, ông được bầu là thượng nghị sĩ quận Monserrado và tiếp tục khẳng định quyết tâm trở thành tổng thống khi tuyên bố sẽ ra tranh cử cho vị trí này. Với tấm bằng cử nhân quản trị kinh doanh trường đại học Derby, George Weah đã có đủ kinh nghiệm để đạt vị trí mà ông khao khát. Ngày 28 tháng 12 năm 2017, George Weah đánh bại ứng cử viên phó tổng thống đương nhiệm Joseph Boakai, chính thức trở thành tổng thống của nước Cộng hòa Liberia sau 12 năm nỗ lực không ngừng nghỉ. Vua George, theo cách gọi của người dân Liberia, đã trở thành người lãnh đạo dân tộc, mang trên mình ước vọng được sống trong hòa bình và yêu thương của biết bao thế hệ tại đất nước Tây Phi này. Sau khi bước lên đỉnh cao của vũ đài chính trị, George Weah không quên mời người thầy đáng kính Arsène Wenger đến buổi lễ nhậm chức và chia sẻ rằng: "Với tôi, Arsène như một người cha và ông cũng xem tôi như người con. Đó là người đã cho tôi tình yêu thương trong cả giai đoạn nạn phân biệt chủng tộc lên đến đỉnh điểm." Về phần mình, Arsène Wenger miêu tả cuộc đời George Weah như một cuốn phim và thật phi thường. Hơn cả một tượng đài. Nhiều danh thủ bóng đá gốc châu Phi trở về từ châu Âu đều cố gắng tạo dựng những giá trị cho mảnh đất quê hương của mình. Eto, cầu thủ châu Phi giành nhiều danh hiệu nhất mọi thời đại, đã kiến thiết học viện bóng đá, mở ra một con đường tiến thân cho những đứa trẻ nghèo. Didier Drogba thậm chí đã góp tay chấm dứt một cuộc nội chiến và hàn gắn cả một dân tộc. Nhưng trước họ, George Weah đã thực hiện tất cả những điều đó. Khi còn thi đấu, ông là đại sứ của UNICEF, đứng ra quyên góp để mà xây dựng bệnh viện tại quê nhà trong binh lửa. Kết thúc sự nghiệp, ông bỏ tiền túi tài trợ đội tuyển quốc gia Liberia khi nền kinh tế đất nước hoàn toàn kiệt quệ sau cả thập kỷ nội chiến. George Weah đã lựa chọn một lựa chọn dứt khoát: "Tôi sẽ không theo nghiệp huấn luyện, tôi muốn giúp đất nước mình theo cách khác. Tôi muốn gỡ súng khỏi tay những đứa trẻ mà tôi nhìn thấy để đưa chúng tới trường." Ông tự hào vì rất nhiều trong số chúng nay đã trở thành bác sĩ hay luật sư. Sinh ra trong nghèo khổ, lớn lên ở khu ổ chuột, phải làm bất cứ điều gì để có tiền nuôi thân trước khi tận hưởng niềm đam mê chơi bóng cuối mỗi ngày. George Weah hiểu rõ giá trị của những điều cụ thể nhất, nhỏ nhặt nhất đối với mỗi thân phận bất vững trên hè phố. Hơn thế, tuổi thơ khốn khó trở thành một thứ động lực vô giá để ông không bao giờ tự thỏa mãn với bản thân mình. George Weah từng phải ngậm đắng nuốt cay khi trình độ học vấn hạn chế của mình luôn bị mang ra châm chọc, nhất là sau khi thất bại sát nút trong cuộc bầu cử năm 2005 với 40,5% số phiếu bầu. Khi mới bước chân vào chính trường Liberia, ông là một kẻ ngoài rìa đúng nghĩa, một người xa lạ đối với giới tinh hoa. Song George Weah vẫn thẳng thắn: "Họ được giáo dục tốt, họ có học vấn, họ có kinh nghiệm, họ lãnh đạo đất nước này hàng trăm năm và chẳng làm được gì nhiều." Con đường để trở thành tổng thống của một cầu thủ bóng đá gần như không thể đi, nhưng với George Weah thì khác. Ông gần như được hâm mộ ở khắp châu Phi và với người dân Liberia, đơn giản Weah là người hùng. Người dân Liberia tôn sùng Weah, gọi ông là vua, là King George, như tên vị vua của nước Anh thời Trung Cổ. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!